Xin chào các bạn, hôm nay mình cùng tô bức tranh này nhá. Đầu tiên mình sẽ tô dải ruy băng gói quà này màu cam. Bây giờ mình sẽ tô lá cây màu xanh. Cánh cây mình sẽ tô màu nâu. Bây giờ mình sẽ tô bông hoa màu đỏ. Lúc này mình sẽ tô màu xanh. Bông hoa này mình sẽ tô màu tím. Bây giờ mình sẽ tô nhụy hoa mình sẽ tô màu vàng.
gói quà cho tôi màu hồng. Vậy là mình đã thua xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.